Thịt chó mẹt đây các bác ơi. Đấy, hôm nay mình ghé vào một quán rất là nhiều thịt chó đây các bác nha. Đấy, anh đang thái cho khách. Một cái mẹt này bây giờ bao tiền anh? Có cả lòng mấy hộp rồi là các thứ với ong mới tỉnh dậy bị ong ra này ong. Con ong này nó hay đi tìm thịt ăn lắm, thịt lợn. Là gì anh? Không ổn lắm ấy, thịt á. Anh lấy thêm thịt đấy. Ít à? À chặt thêm. Ý anh nhà ăn thế này vẫn thiếu. Ấy chặt nhát nào ra nhát đấy luôn nha các bác nha. Ngồi ở đây ví dụ như thiếu thì gọi cái mang này để cho cái ai được. À đây là mang về. Ấy chặt. Đây là một đĩa. À đưa hộp không? Bây giờ đĩa này bây giờ bao tiền này? Một đĩa như này bây giờ bao tiền? Đĩa đầy hữu. Để lên cái màn này, đổ xuống đất là. À, một đĩa rất là đầy đặn ngon nha các bác nha. Xin chào. Quá tuyệt vời. Đây là đặc sản nước chấm này đấy. Em đang lấy nước chấm cho khách này. Hợp phức. Đây nha các bác nha. Quay sát cho bác xem chân. Quá ngon. Da giòn cục cục nha các bác nha. Chuẩn bị chặt tiếp. Quá giò. Ba người đĩa đầy. Làm kênh lâu chưa? Em mới làm. Em kệ ngoài đường. Quá ngon các bạn. Được. Em đi. Đây là một đĩa ba người ăn nha các bác nha. Đấy, đấy có gì đấy xả. Em nó bảo là có anh nào đặt đấy. Đơn mà mượn điểm đây. À. Đây là lá mơ nha các bác nha. Đây này rồi, rồi chó.